Hello, xin chào cả nhà ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Thu đã hứa với một số bạn ha, thì đây Thu quay những cái vườn ở trong đây cho các bạn coi. Thì đây là một cái vườn của hai vợ chồng cái bác Hàn Quốc. Thu cũng rất là thích cái vườn này. Bác có dùng một cái miếng nhựa, xong bác đắp luống lên và bác bỏ đất tốt vô, bác có trồng. Thứ nhất là có thể giữ được ẩm, thứ hai không có cần nhổ cỏ. Đây Thu quay sơ cho cả nhà coi. Thì mỗi người ở trong đây người ta có một cái cách làm khác nhau. À, đẹp chưa? Hàng nào ra hàng đó. Mình làm theo cái kiểu này cũng được lắm. Giống như là đỡ phải tưới nước nè. Đó, xong rồi mình trồng như vậy nó giữ ẩm rồi cũng đỡ phải nhổ cỏ luôn. Bio lên rồi mình trồng như vậy đó mà rau cũng rất là tốt luôn. Nếu bạn nào mà thích những cái ý kiến mà trồng như vậy thì mình làm theo cái kiểu như vậy. Rau keo nè. Rồi cải đỏ nè, rồi cái gì đó, cải bắp thảo nè, rồi rau xà lách nè. Rồi nè, đây nè. Đó, rau xà lách nè. Mà trồng như vậy thì Thu thấy là cũng rất là hạn chế mấy con sen luôn á. Bây giờ thì mình đi thẳng xuống cái vườn của Thu và mình sẽ đi thu hoạch nha các bạn. Đang tính qua cái vườn bên kia thì thôi Thu ghé qua cái vườn này trước nè mấy bạn. Tại vì bên cái vườn này thì Thu có hai cái bông cải. Nó cần được thu hoạch rồi. Ở chỗ vị trí này thì đi thu hoạch nó hơi khó một chút mấy bạn. Nhưng mà hôm qua Thu mới trồng dưa leo dọc dọc ở đây rồi nè. Nên bây giờ Thu phải đi thu hoạch hai cái bông cải này để lấy chỗ cho dưa leo nó mọc ha. Chỗ khu vực này thì Thu phải làm rất là nhẹ tay luôn các bạn. Tại vì cây Thu đã trồng rồi. Làm mạnh tay một cái sẽ ảnh hưởng tới những cái cây kia của Thu đó. Nên làm phải từ từ nhẹ nhàng. Hai cái bông cải này là màu vàng nè. Cũng được á hả các bạn. Bây giờ đi qua chỗ này thì Thu khoe cho các bạn nè. Đây là cái bàn rửa rau của Thu. Mẹ chồng của Thu mới đóng cho Thu xong đó. Hôm bữa Thu nhờ mẹ chồng Thu đóng cho Thu một cái bàn nè. Đây là cái bàn này, mỗi lần có rau gì dơ Thu để trên đây Thu xịt nước một cái. Còn đây là cái kệ, nó sẽ chảy xuống thì Thu sẽ đặt cái này cho nó chảy ngược qua bên chỗ kia. Còn đây là cái thùng, sau khi rửa xong thì Thu sẽ bỏ rau của Thu vào trong đây để cho nó sạch, để Thu khỏi mang đất về nhà đó. Nhìn như vậy nó cũng rất là tiện luôn ha các bạn ha. Đây, mốt tha hồ cho Thu đứng Thu rửa rau ở đây nè. Hay là Thu muốn cắt, Thu muốn làm cái gì á thì Thu làm ở cái bàn này nhìn nó cũng sạch sẽ nữa các bạn. Nếu mẹ chồng của Thu mà coi những video của Thu thì mẹ ơi cho con cảm ơn mẹ nha, đã đóng cho con cái bàn này, con rất là ưng ý luôn á, đúng theo cái mơ ước của con luôn, con cảm ơn mẹ nhiều lắm nha. Hôm nay Thu sẽ đi thu hoạch cái cải này. Thu muốn chia sẻ với các bạn một cái loại cải này lần đầu tiên Thu trồng ở trong vườn của Thu luôn nè các bạn. Nhìn đẹp quá trời. Thu cảm thấy là cái cải này nó đẹp hơn cái cải hoa hồng đó nha. Đây nè các bạn. Lần đầu tiên Thu trồng nhưng mà hôm bữa Thu ăn thử rồi, Thu thấy là nó rất là ngon. Cái cải hoa hồng á, nó không ngọt bằng cái cải này các bạn. Cái cải này nó rất là ngọt và nó rất là ngon luôn. Cái cải này nó có tên là Chinese Yellow Heart. Thì Thu sẽ về Thu đánh cái tên lên cho các bạn coi nha. Thu không có biết là cải này ở bên Việt Nam gọi là cải gì. Nếu các bạn biết thì nói cho Thu biết nha. Nhưng mà cải này không phải là cải hoa hồng nha các bạn. Nhìn cái cải này nó giống như là cái trái tim á ha mấy bạn. Mà cũng đẹp nữa nên là Thu rất là thích. Cái cải này các bạn nấu mì bỏ vô ăn cũng ngon lắm nha các bạn. Đó, hai cái thôi mà đã hết một mẹt của Thu rồi đó các bạn. Thu thì rất là thích tìm những cái loại mà nó mới lạ để Thu trồng nữa các bạn. Đây được 3 cây rồi nè. 3 cây mà to quá trời luôn nè các bạn nè. 3 cây mà to hết cái mẹt bự của Thu luôn rồi nè. Bây giờ thì đi qua góc này thì Thu sẽ đi thu hoạch một ít mấy cái cải chân vịt nè mấy bạn. Mấy cái cải chân vịt này ăn ngon lắm nha. Chỉ cần tẻ như vậy thôi là mấy bữa nó lại ra lại đó mấy bạn. Thu tính hái nhưng mà thôi,
Thu suy nghĩ là thôi Thu cắt luôn cả cây đi các bạn cho nó nhanh, chứ bây giờ hái nó lâu quá à. Cắt đi, tại vì bây giờ Thu cũng đang có những cái cây mới rồi đó, để Thu trồng vô đây. Cắt luôn cả cây. Được gần 1 mét rồi nè mấy bạn. Thu mà hái cái này chắc tới sáng mai mới xong luôn đó hả mấy bạn hả? Cho qua đây nè. Chiều chiều đi thu hoạch nhìn thấy đã quá các bạn. Đi thu hoạch mà có thành quả của mình là thấy vui ha mấy bạn ha. Chỗ này chật quá nên là đây. Tha hồ rau cho nhà Thu ăn hôm nay luôn đó các bạn. Rau này mà nhúng lẩu ăn chắc ngon lắm nè. Trời ơi. Ôi, đã quá luôn á. Còn hai cây cuối cùng bây giờ Thu thu hoạch cho nó hết luôn nè. Ấy, ba cây chứ. Đây. Đây, 1 mét rau luôn nè các bạn ơi. Các bạn thấy ý tưởng cái bàn rửa rau của Thu nó như thế nào nè. Đây, rau của Thu mới thu hoạch nha. Thu bỏ qua đây nè. Xong rồi Thu rửa như vậy nè. Đó. Xong rồi bao nhiêu cái dơ một cái là nó trôi xuống dưới đây luôn. Bỏ qua bên đây. Là đây cái đồ để rau nè các bạn. Để qua đây nha. Tiện quá hả mấy bạn hả? Mình rửa sạch rau ở ngoài vườn cái bắt đầu mình mang đi về nhà. Cái nó trôi hết mấy cái dơ ở ngoài đây như vậy nè. Xong mình để vô đó cho nó ráo cái mình mang về nhà. Thôi video của Thu tới đây xin tạm dừng nha. Đây là một cái ý tưởng về một cái bàn rửa rau của Thu nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thích thì xin cho Thu một like, share và subscribe cho kênh của Thu nha. Hẹn các bạn ở những video sau. Bye bye.